máy đo huyết áp dòng cảnh báo đột quỵ giá tiền thấp nhất là bao nhiêu? Và Sơn xin chào bà con ha. Hiện tại trên thị trường thì có rất là nhiều hãng cung cấp máy đo huyết áp, nhưng mà hiện tại rất là ít sản phẩm mà máy đo huyết áp có chức năng cảnh báo đột quỵ. Thì Myrolife là có hai dòng ha. Một dòng là B6 là 2.850.000 là dòng cao cấp nhất. Còn cái dòng phổ thông rẻ tiền hơn chút nó là 2.350.000 ha. Tất cả đều được bảo hành chính hãng 5 năm của chính anh chị ha. Thì Hoàng Sơn sẽ so sánh sơ một xíu. Cái dòng B6 thì chúng ta có cái khuôn cứng nè và có chức năng kết nối điện thoại để mình có thể sử dụng ở phòng khám và mình có thể sử dụng cho người thân để kiểm tra huyết áp từ xa. Còn cái dòng thông dụng phổ thông này nè thì rất là nhiều người sử dụng tại giá tiền nó nằm tầm trung là 2.350.000 ha. Tất cả đều được bảo hành chính hãng 5 năm của chú anh chị ha. Thì đi theo máy á, mình sẽ có thân máy và vòng quấn, một cái túi sách rất là gọn như vậy nè. Thì cô chú anh chị mình có thể mua cho gia đình xài. Cái dòng như thế này rất là gọn, có thể xách đi công tác du lịch cũng gọn nữa nè. Và rất là chính xác ha. Tại đây là dòng máy đo huyết áp đeo trên bắp tay, gần tim thì độ chính xác rất là cao dành cho ông bà lớn tuổi mình. Nếu mà mình mua hàng chính hãng á, thì giá niêm yết là 2.350.000 và bảo hành chính hãng 5 năm. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có một cái cục adapter, tức là một cái cục nguồn. Thì dòng máy này phù hợp cho gia đình ha, và phòng khám cũng có thể sử dụng được. Tại vì cái này, cái cục adapter này chính hãng á, là 200.000 của chú anh chị ha. Nếu mà chúng ta không xài pin, chúng ta có thể xài cái cục biến điện trực tiếp từ cái điện lưới nhà ha. Rồi, mình thấy đi theo mà có một cái dòng quấn mềm nè, đó, và 4 viên pin. Đây là thân máy ha. Thân máy rất là gọn, anh nhìn thấy không? Cái này á, chúng ta sẽ có những cái chức năng cơ bản và đo huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và điểm nhịp tim. Hầu như máy đo huyết áp nào cũng có. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có chức năng là cảnh báo tim đập không đều nè. Rồi bộ nhớ có ngày giờ nhớ ha. Và cái cảnh báo đột quỵ là cái chức năng cao cấp nhất của nó hiện giờ. Thì hiện giờ chỉ có cái dòng 2.350.000 này mới có chức năng cảnh báo đột quỵ thôi. Còn hầu như những dòng khác thì cỡ gần 3 triệu cô chú anh chị ha. Rồi nếu mà như cô chú mình quan tâm thì có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn để tìm hiểu thêm thông tin. Hoàng Sơn có một cái video hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng rất là chi tiết rồi. Đây là trả lời cho bà con mình cái dòng máy đo huyết áp cảnh báo đột quỵ giá tiền hợp lý nhất và dòng đời mới của 2024 là dòng nào. Đó là dòng 3 Apex của Myrolife ha. Cô chú mình có thể quan tâm những dòng phổ thông rẻ tiền hơn hoặc cao cấp hơn thì có thể gọi cho Hoàng Sơn hoặc là vào Sức Khỏe 60 giây để xem thêm nha. Chào tạm biệt.